Xin chào tất cả các mẹ bầu. Ngày hôm nay thì mẹ Thanh Mai đang tiện để đi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thì mình có muốn review cho các mẹ biết một cái khu rất là đặc biệt, mà khu này thì có lẽ rằng là rất là nhiều mẹ mong muốn được trải nghiệm, chính là khu phòng đẻ. Cái cảm giác mà lo lắng khi mà không biết là mình sẽ sinh ở khu nào ra sao, có mọi người hỗ trợ hay không, đấy là một cái cảm xúc rất là thật của tất cả các mẹ. Bây giờ thì các mẹ sẽ cùng với mẹ Thanh Mai đi thăm khu phòng đẻ D3 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xem ở đây có gì đặc biệt các mẹ nhé. Cảm ơn chị ạ. Dạ. Các mẹ thân mến, đây là chiếc áo mà chúng ta sẽ mặc để chúng ta chuẩn bị vào thăm quan phòng đẻ nhé. Đây là cái bàn khám của chúng ta và có máy siêu âm luôn. Dạ. Cần thiết bác sĩ sẽ đặt đầu dò siêu âm để chúng ta kiểm tra đánh giá tình trạng thai của chúng ta. Chị ạ. Và cái bàn này cũng tương đồng với bàn các bạn đẻ đấy ạ. Đây là bàn đẻ luôn của các bạn. Và bồ bên cạnh của các bạn, nơi các bạn sẽ nhìn xuyên thấu đến phòng này này. Và sẽ theo máy được chưa ạ? Một mình một giường và có hệ thống máy theo dõi tim thai của trong phòng chúng ta. Mỗi một bàn đẻ chúng tôi được ngăn qua cánh rèm. Vô cùng là mình cảm thấy rất là khi các bạn gần đẻ thì các bạn sẽ có một người nhà được vào cùng các bạn để đồng hành. Các mẹ bầu thân mến, Thanh Mai đang cùng với rất là nhiều các mẹ bầu đi tham quan tour hành trình vượt cạn. Có thể nói rằng đây là một cái tour hết sức là ý nghĩa, đặc biệt là đối với những mẹ mà lần đầu tiên sinh con. Tour thì rất là dài, các mẹ thì đi từ phòng khám cho đến tất cả các cái khu khám bệnh, và ở đây thì là khu phòng đẻ. Và mỗi một cái không gian thì cũng sẽ được một y tá dẫn tour chỉ dẫn rất là rõ ràng. Và ngày hôm nay thì mẹ Mai cũng được tham gia tour này với một cái trải nghiệm hết sức là ý nghĩa và cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Trên tay mẹ Mai là một bộ đồ vô trùng, và bây giờ để được vào phòng đẻ thì mình sẽ phải thay bộ đồ này. Đây là phòng sẽ mắc máy monitor để đo tim thai cho em bé và đo cơn co của mẹ. Sau khi mà đo phòng này xong thì các mẹ sẽ sang bên phòng đẻ để chúng ta sẽ làm giảm đau và chuẩn bị vào cuộc sinh bé. Đây là cái không gian của phòng đẻ rất là sạch sẽ, đầy đủ, và có một ekip hộ sinh sẽ giúp cho các mẹ được chăm sóc từ việc uống nước, uống sữa hay là cần bất kỳ một cái điều gì vấn đề sức khỏe, được các bác sĩ, y tá hỗ trợ túc trực 24/24. Các mẹ thấy không, như vậy là chúng ta được chăm sóc từ đội ngũ y bác sĩ, tư vấn rất là chi tiết, chăm sóc từng chút một, hay là có chồng bên cạnh cũng là một cái điều kiện rất là tốt để chúng ta có thể không cảm thấy mình lo lắng và áp lực nữa. Và đặc biệt như bác sĩ Sơn vừa chia sẻ, cũng như là toàn bộ cái khu thăm khám và phòng đẻ thì chúng ta thấy rất là hiện đại với những cái thiết bị tốt nhất để cho các mẹ yên tâm khi mà giúp chúng ta chuyển dạ và sinh con tại đây. Và đấy cũng là lý do mà rất nhiều các mẹ lựa chọn D3 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi mà các mẹ sinh xong bé thì thường là chúng ta sẽ đau đớn hoặc là chúng ta sẽ hơi mệt một chút, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được ekip của các cô nữ hộ sinh sẽ chăm em bé cho các mẹ. Các em bé ở trong phòng này thì được chăm sóc 24/24, và đặc biệt là các cô cũng sẽ giúp các mẹ chăm sóc cả buổi đêm nữa, thì các mẹ sẽ có được một giấc ngủ ngon. Các con ở đây thì cũng rất là được yêu thương này. Ngay tại trong phòng đẻ thì có một bàn chăm sóc hồi sức cho trẻ sơ sinh, và ở đây thì các con được sưởi ấm, được chăm sóc sau sinh. Đây cũng là một căn phòng hết sức đặc biệt. Đây là phòng chăm sóc cho các mẹ sau đẻ 6 giờ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và cho bé. Mẹ nào thì cũng mong muốn, tại vì là bây giờ chúng ta sinh xong rồi, đúng không ạ? Các mẹ sẽ được về căn phòng này với một chiếc giường rất là đẹp, sạch sẽ, gọn gàng, và chúng ta sẽ nằm nghỉ ở đây. Bên cạnh chiếc giường này thì đương nhiên rồi là chiếc nôi cho em bé của mình, và có thể kéo đẩy được rất là tiện này. Ví dụ mình muốn kéo em bé ra bên này để có thể ngắm con, chơi với con, hay là cho người nhà chăm bé thì chúng ta cũng thấy rất là tiện ích. Đây là bàn uống nước, chúng ta có thể ngồi đây đặt đồ ăn của mọi người khi mà đến chăm các mẹ. Đây là một chiếc ghế sofa cũng nhỏ xinh, và thường thì người nhà cũng hay nằm ở đây để có thể gần các mẹ và tiện cho chăm sóc. Và một điều nữa đó là có tivi để cho các mẹ giải trí xem chương trình gì đó trong mấy ngày chúng ta lưu viện. Đây là một cái chiếc tủ rất là lớn để cho các mẹ để đồ của mình, và có khóa nữa. Đây là cái chuông để các mẹ cần gọi y tá hay là các cô hộ sinh thì chúng ta cũng có thể gọi được. Mỗi một mẹ khi mà vào sinh ở trong viện, ở phòng này thì cũng sẽ có một giỏ đồ như thế này ạ. Trong giỏ đồ thì có quần áo này, có chăn gối, và có cả một bộ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, có thẻ khách để cho người nhà của mình khi mà thăm khám thì có thể di chuyển ở trong bệnh viện rất là tiện ích. Mỗi một phòng thì sẽ có một phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh thì rất là sạch sẽ, gọn gàng, các mẹ có thể quan sát. Và cũng có một cái chiếc chuông ạ. Đây. Ví dụ như các mẹ mới sinh xong đau đớn, hay là ở trong này mình choáng, hay là có vấn đề gì về sức khỏe, chúng ta giật chuông thì các y tá, nữ hộ sinh cũng sẽ vào để giúp đỡ cho các mẹ. Và sàn thì rất là sạch, đúng không ạ? Có cả cảnh báo trơn trượt. Tóm lại là mọi vấn đề dịch vụ của căn phòng này rất là chi tiết, cụ thể,
để có thể cho các mẹ yên tâm nghỉ ngơi sau cái thời gian mà sinh con rất là vất vả. Các mẹ thân mến, như vậy là một bức tranh toàn cảnh về khoa đẻ tự nguyện D3 đã hiện ra trước mắt rồi. Trước đây thì mẹ Thanh Mai có một cái suy nghĩ và rất nhiều các mẹ khác cũng có cùng một cái suy nghĩ giống như mình, đó là sinh con ở bệnh viện công rất nhiều những cái sự lo lắng. Và ngày hôm nay thì chúng ta đều có một cảm giác không hề như vậy nữa, đúng không ạ? Từ đội ngũ y bác sĩ này, cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc mẹ trước, trong và sau đẻ thật là tuyệt vời. Và với cơ sở vật chất như thế này, điều kiện như thế này thì chúng ta không còn một điều gì phải lo lắng nữa cả. Thậm chí là chúng ta đi sinh còn không phải mang cả đồ gì đi nữa cơ mà. Rất là tiện ích và chắc chắn rồi các mẹ sẽ cảm thấy hành trình vượt cạn của chúng ta chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe.